về con. Em, vừa giấy số ông chị đi cưng. Có số đẹp không? Đẹp lắm, số đẹp không à. Ở dưới đây số đẹp không, em coi thử đi. Còn nhiêu tờ đây? Còn 101 tờ. Sáng giờ chị bán được 11 tờ rồi đó. Thôi lấy 100 tờ thôi, trừ chị tờ này. Em lấy 100 tờ hả? Thôi, còn tờ em lấy giùm chị luôn đi cưng. Nhưng mà em lấy 100 tờ cho nó chẳng, dễ tính tiền ha. Thôi vậy cũng được, cảm ơn em. Trời ơi, mừng quá, sáng giờ chị bán ế quá chừng luôn à. Chậm lắm luôn á. Ê, ê, bà nội mày bệnh nặng lắm, đi cấp cứu rồi, giờ nhanh lên. Đi, đi, đi. Ủa nè, thôi, thôi, bữa khác em mua chị, bữa khác em mua nha. Đi, 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 đi nha, đi lẹ mày. Mà trái sầu rụng rơi xót xa duyên phận, người ơi mắt lệ rưng trào nắng mưa một thân, về đây góc xưa mong đợi nghe một làn thương nhớ. Con, ở đây coi giỏ cho má nghe không? Bà vô coi có ai mua vé số không? Ở đây nghe con. Mua vé số đi cậu. Anh, mua vé số giùm em. Dạ, mua giùm đi mà. Cô coi đi, nguyên cọc vé số chỉ có một tờ là ngày hôm nay thôi, còn bao nhiêu là số sổ rồi. Cô làm ăn gì lạ vậy? Dạ đâu có. Trời ơi, cái này là tôi lấy trong đại lý mà. Tôi nói thiệt, tôi không có gạt ai đâu mà. Cô đi đi. Đi đi. Nè, sao kỳ vậy? Cái mặt đẹp đẽ như vậy, hiền hậu như vậy mà đi lường gạt, thiệt là bực mình.